con mở cái hộp này ra, lấy cái này ra mở ra coi gì. Cây quạt nha cả nhà. Hồi lúc đăng ký đăng lên trên fan lớp là tôi nói có 2 triệu đồng, tại sao có vàng mà có 2 triệu đồng? Là tại vì làm cây quạt thì phải có tiền. Đẹp hay là cái quạt. Hello. Cái cần em hỗ trợ không ạ? Anh gặp được rồi không chị? Con nói là con mở nha. Đây con cầm như vậy. Khi cô đếm 1, 2, 3 thì con mở cái bánh này qua cái này để cho dễ thêm bà nha. 1, 2, 3, mở. Thì là như vậy mà. Con lấy quà vô đi. Hai chỉ vàng 4 số 9 nha. Dạ rồi. Em nhờ các anh chị chúng ta sẽ lên hỗ trợ để